Chào các bạn, trong video này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu thử xem cái tính năng ra lệnh bằng giọng nói ở trên chiếc cam hành trình Việt Map TS 5K thì có gì đặc biệt nhá. Vâng, để sử dụng được cái tính năng ra lệnh bằng giọng nói ở trên chiếc TS5K thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải dùng cái phần mềm Việt Map kết nối vào chiếc TS5K sau đó thì thiết lập một chút. Thì đây, mình sẽ tiến hành khởi chạy luôn này. Rồi, ở trong phần cài đặt này thì chúng ta sẽ vào cái phần thiết lập. Nhưng mà để mà vào phần thiết lập được thì nó sẽ bắt chúng ta phải dừng cái hình, mình phải dừng cái hình trước nhá Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái phần setting ở đây, cái bánh răng cưa bên trên góc phải ấy rồi các bạn kéo xuống phía dưới thì ở đây nó sẽ có một cái phần là điều khiển giọng nói thì để mà hoạt động được cái tính năng này thì các bạn sẽ phải bật lên nhá rồi sau đó thì ở phía dưới các bạn sẽ có lệnh điều khiển giọng nói nghĩa là nó giới thiệu những cái khẩu lệnh có thể thực hiện được thì mình cứ vào xem qua một chút xíu thì ở đây nó sẽ có bốn cái khẩu lệnh chúng ta có thể sử dụng được bằng tiếng việt đấy là tắt ghi âm này rồi mở ghi âm này rồi lưu hình ảnh này nào oh, mình đang nói nó thực hiện lệnh luôn thôi được rồi Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài và thực hiện để cho các bạn nghe xem là nó có thực hiện cái độ nhạy của nó với cái tiếng Việt Thì liệu có tốt không nhá Rồi bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm cái khẩu lệnh đầu tiên Tắt ghi âm Ghi âm đã tắt Úi dồi. <laughs> chuẩn đấy Mở ghi âm Ghi âm đã mở Ô, Nhận diện chuẩn luôn có rất là nhiều những cái chiếc cam ra lệnh bằng giọng nói nhưng mà bằng tiếng Anh thì đôi khi mình phát âm ấy thì cái cam nó không nhận diện được nên chúng ta phải nói đi nói lại một hai ba lần rất là khó chịu đặc biệt là những người mà không thành thạo tiếng Anh thế nhưng mà tiếng Việt thì như mình phát âm là một cái tiếng Việt rất là cơ bản rồi đúng không chắc là các bạn sẽ không phát âm khó hơn mình đâu và chiếc cam đã nhận diện rất là tốt bây giờ thì mình sẽ thử thêm hai câu lệnh còn lại nữa và các bạn lưu ý hai cái khẩu lệnh phía sau mình thực hiện như thế này này thì bắt buộc cái chiếc cam phải đang trong quá trình ghi hình nhá nếu như mà các bạn đang tắt ghi hình ấy thì hai khẩu lệnh này sẽ không hoạt động đâu rồi bây giờ mình sẽ thực hiện luôn lưu hình ảnh ồ oh. nhảy luôn lập tức đúng không các bạn nghe thấy tiếng âm thanh chụp hình rồi đúng không bây giờ thì sẽ tiếp tới cái khẩu lệnh cuối cùng ghi hình khẩn cấp ghi hình khẩn cấp oh. um cái câu khẩu lệnh ghi hình khẩn cấp ấy mình đã phải mình nói thì lúc thì nó nhận rất là tốt nhưng mà có những cái lúc thì nó lại nhận chưa được tốt lắm đấy các bạn lúc đấy là bạn đã thấy đúng không mình phải nói hai ba lần bắt đầu nó mới nhận nhưng khi mà mình nói lại thêm lần nữa thì nó lại rất là nhận nhanh mình thử câu các nhá ghi hình khẩn cấp ồ nghĩa là các bạn sẽ phải nói hơi chậm một chút xíu cái câu ghi hình khẩn cấp cái này thì có thể do cái bản cập nhật firmware thôi Ờ, nếu như có những cái bản cập nhật mới mình nghĩ là nó sẽ nhận diện tốt hơn. Ok như vậy thì mình đã thử nghiệm xong cái tính năng ra lệnh bằng giọng nói ở trên cái chiếc cam hành trình Việt Vietmap TS5K. Và các bạn thấy cái video này hay hữu ích với các bạn thì các bạn nhớ ấn nút like, đặc biệt là ấn nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhá. Rồi video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.